cho tiền âm phủ vào cây ATM để mong tài khoản tăng số, người đàn ông đối mặt với cái kết đắng. Một người đàn ông Trung Quốc vì túng quẫn nên đã nảy ra một sáng kiến là dùng tiền âm phủ cho vào máy ATM. Nghĩ là làm ông ta đến một cây ATM rồi cẩn thận sử dụng chức năng gửi tiền mặt. Thật bất ngờ, cây ATM này đã chấp nhận cọc tiền âm phủ đó. Nghĩ rằng mọi chuyện đã chót lọt, người đàn ông đã đi sang cây ATM bên cạnh để kiểm tra tài khoản. Tuy nhiên, ông ta rất thất vọng vì thấy số tiền trong tài khoản của mình một xu cũng không tăng lên. Trong khi đó, do đưa tiền âm phủ vào máy nên người đàn ông đã khiến cho cây ATM bị hỏng, không thể dùng được nữa. Quá hoảng sợ, ông ta đã chạy khỏi hiện trường, tất nhiên là camera đã ghi lại được toàn bộ sự việc. Ngân hàng phát hiện ra sự cố cũng đã báo cảnh sát và nhanh chóng bắt giữ được nghi phạm. Khi được thẩm vấn người đàn ông đã khai rằng tôi muốn xem máy ATM có bị đánh lừa và coi là tiền thật rồi làm tăng số tiền trong tài khoản của tôi lên không? Thông tin được đăng tải trên tờ World of Bus của Malaysia.